Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về Cà Pháo, con trai của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan. Là con trai của Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương, bé Cà Pháo nay đã lớn phổng phao, rất quấn quýt bố dượng, yêu thương em gái. Cuộc hôn nhân đầu tiên với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương sinh một bé trai là Quách Thiên Quân, nickname là Cà Pháo. Cà Pháo hiện đã được 9 tuổi, những hình ảnh của cậu bé được mẹ đăng tải thường xuyên trên trang cá nhân. Con trai của Lê Phương gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người vì lớn nhanh như thổi. Mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã cao, to gần bằng mẹ, rất ra dáng anh lớn. Không chỉ vậy, Cà Pháo ngày càng điển trai, phong độ, nhanh nhẹn, đáng yêu, khiến mỗi lần mẹ đăng ảnh của cậu bé là cư dân mạng lại hết lời khen ngợi. Nhìn Cà Pháo hôm nay, ít người biết rằng Lê Phương từng rất lo lắng, con sinh ra sẽ bị buồn bã, thụ động, thậm chí là bị tự kỷ. Nguyên nhân là bởi khoảng thời gian Lê Phương mang thai và sinh Cà Pháo cũng là khi cô gặp nhiều biến cố trong cuộc sống, phải về quê để nương nhờ cha mẹ. Nhưng may mắn khi chào đời, Cà Pháo mạnh khỏe, lành lặn, lớn lên rất hoạt ngôn, thông minh và sâu sắc. Sau biến cố hôn nhân, Lê Phương quyết định gửi con lại cho ông bà ngoại nuôi nấng để có thể đi làm kiếm tiền, lo cho con. Sau 5 năm gửi gắm ông bà, tháng 7 năm 2020, Lê Phương đã đón con lên Sài Gòn đoàn tụ. Dù bận công việc và chăm con nhỏ, nhưng Lê Phương cũng dành sự quan tâm chu đáo nhất có thể với con trai. Nữ diễn viên cho con theo học tại một trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, Cà Pháo được mẹ chăm chút với chế độ dinh dưỡng đa dạng, phong phú. Nhìn những bữa cơm mà Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân, bữa nào cũng ấm áp món ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết và còn được bày biện đẹp mắt. Thời gian rảnh rỗi, Cà Pháo đi đạp xe, đá bóng cùng ba Trung Kiên hoặc cả nhà cùng đi bơi lội, đi chơi. Thỉnh thoảng Lê Phương và Trung Kiên đưa các con về quê chơi, đi du lịch khắp nơi để thăm thú những vùng đất mới. Trung Kiên, ông xã của Lê Phương, luôn hết lòng chăm lo cho bé Cà Pháo. Trung Kiên rất cưng chiều con trai riêng của vợ. Bé Cà Pháo rất yêu thương em gái. Cậu nhóc làm thơ khi vào thăm em gái chào đời. Bông ơi, em hiền như mơ, anh yêu em lắm, hôm nào đến thăm. Anh hiền như mẹ trong mơ, anh yêu em lắm, em yêu của anh. Lê Phương chia sẻ, con trai rất thông minh, luôn hiểu mọi thứ xung quanh, lo lắng quan tâm đến mọi người. Khi Lê Phương sinh bé Cà Pháo, đòi thổi sáo cho mẹ quay video, để khi mẹ nhớ thì xem lại. Ngoài ra, cậu nhóc còn biết đem sữa hay giã gừng cho mẹ. Con trai của Lê Phương mong ước trở thành phi công và bộ đội. Khi hai mẹ con không được gần nhau, bé Cà Pháo thường xuyên gọi điện bày tỏ sự nhớ nhung với mẹ. Về phần mình, Lê Phương luôn dành những lời yêu thương gửi tới con trai. Sau những sóng gió tình cảm, Lê Phương hiện có tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.